mình sẽ tiếp tục đi sang cái căn phòng tiếp theo luôn. Ơi, cả nhà có nghe gì không? Một cái bàn tay này cả nhà. Thì cái lúc ban ngày mình đi á, thì mình không có để ý là ở trên này có dấu tay nữa. Toilet. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Linh Vlog. Thì hiện tại mình đang có mặt tại một cái dãy nhà trọ bỏ hoang. Thì như cái video trước mình đã gửi tới cho cả nhà xem cái video trước là mình đã có khám phá cái dãy phòng trọ này. Và như những lời mà cái cô chủ quán chỉ mình thì cái dãy phòng trọ này là có những cái điều tâm linh. Khi mà có người vào khu phòng trọ này thì có một cái điều tâm linh gì đó xua đuổi người ta, không có cho người ta vào trong đây. Thì ngày hôm nay mình mới quay trở lại cái dãy phòng trọ này vào ban đêm để mà khám phá xem cái điều tâm linh của cái những lời cô chủ quán đã nói có phải là sự thật hay không nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cái căn phòng đầu tiên của cái dãy phòng trọ nha cả nhà. Thì cái căn phòng đầu tiên này thì khi mà bước vào mình thấy là có một cái tủ nè. Thì trên cái tủ này có một cái để một cái ly hương và những cái ly mà người ta để cúng ông địa hay là để trên bàn thờ gì đó. Thì cái những cái đồ đạc ở đây thì không có gì thay đổi hết. Tất cả những cái đồ đạc ở đây thì vẫn còn nằm nguyên một chỗ. Thì hiện tại bây giờ là 10 giờ. 10 giờ hơn 10 giờ khuya nha cả nhà. Thì mình đi vào đây khám phá là mình đi một mình, không có cameraman đi theo. Thì ngày hôm nay mình đi vào cái dãy phòng trọ này để mà tìm kiếm những cái điều tâm linh như những cái lời mà cô chủ quán đã nói có phải thực sự như là lời đồn hay là không. Thì khi mà bước vào tới đây thì mình thấy là đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả những cái chi tiết đồ đạc ở đây không có gì thay đổi hết. Không biết là trong tủ này có cái gì thay đổi, cái sự thay đổi gì không. Mình sẽ mở cái tủ này ra xem. Cũng không có gì thay đổi hết. Tất cả những cái món đồ mà lúc trước mà mình đi vào đây khám phá ban ngày thì cũng còn nguyên ở đây. Bên này và bên này cũng vậy luôn cả nhà. Thì cái dãy phòng trọ này được bỏ hoang rất là lâu rồi, nhưng mà phía trước nè là có một cái ao và có những cái tảng đá. Mình nghĩ là lúc trước ở đây là có xây dựng một cái công trình gì đó mình không biết nữa, mà có cái ao rất là lớn luôn. Đây thì mình thấy có cái bình đó nè, nhưng mà cái ngày hôm trước mình đi vô thì không thấy cái bình ở đây ta. Đây có cái bình nè. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi qua những cái căn phòng tiếp theo của cái dãy phòng trọ này để mà xem có cái điều gì tâm linh hay là những cái gì ly kỳ khác hay không nha. Cảnh vật thì nó cũng nguyên à, giữ nguyên cảnh vật. Hiện tại cái video trước thì mình cũng đã có quay một lần rồi. Thì bên trong này thì có rất là nhiều những cái la phong mà người ta đã tháo xuống và bỏ tại cái nền cái phòng luôn. Cái bàn này thì là cái gian bếp. Những cái đồ đạc thì còn nguyên ở chỗ cũ. Nón bảo hiểm mà. Mình thấy cũng không có cái sự thay đổi nhiều
những cái đồ đạc này cũng không có gì thay đổi nhiều hết. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi qua cái căn phòng tiếp theo. Thì phía bên đó là phía xa ánh đèn đó là có một cái đường cao tốc như thế nhỉ. Thì cái dãy phòng trọ này nó được nằm ở trên một cái khu này, thì mình thấy toàn xung quanh toàn là cây cỏ không à. Thì nó nằm ở một nơi cũng rất là hoang vắng luôn. Đây là cái căn phòng tiếp theo nè. Căn phòng thứ hai. Thì mình thấy cũng không có cái gì thay đổi nhiều hết trong cái những cái căn phòng này. Thì hôm nay mình cố tình đi đến đây vào cái giờ mà có thể gọi là giờ tâm linh một xíu, để mà tìm xem ở phía trong cái dãy phòng trọ này có những cái điều tâm linh như những lời mà cô chủ quán nói cho mình biết hay không. Đây là cái toilet của cái phòng này. Không có gì thay đổi hết cả nhà. Còn dây điện thì vẫn nằm ở đây. Mình sẽ tiếp tục đi sang cái căn phòng tiếp theo luôn. Ôi. Cả nhà có nghe gì không? Có cái gì đó vừa mới gớp ở trong căn phòng này. Nhưng mà mình thấy là trong đây nó không có gì mà rơi xuống được. Tại sao lại có một cái tiếng động? Đâu có gì ở trên đâu mà nó rơi xuống được ta. Chắc mình sẽ quay trở ra. Thì mình nghe được một cái điều gì đó, có lẽ là điều tâm linh như những lời mà cô chủ quán nói là những cái chuyện này hay sao. Không lẽ là có cái gì đó nó rớt, nhưng mà cái căn phòng đó thì mình chắc là không có gì đó để rớt rồi. Chắc là mình sẽ đi đi xa xa cái căn phòng này ra một chiếc. Đây mình thấy có một cái bàn tay nè cả nhà. Thì cái lúc mà ban ngày mình đi thì mình không có để ý là ở trên này có dấu tay nữa, nhưng mà sau mình quay lại ban đêm thì mình sẽ thấy cái dấu tay nè. Thì những cái chấm chấm hay là cái gì mình cũng không biết nữa. Nó giống như là những cái lốm đốm của máu vậy cả nhà. Rất là nhiều luôn những cái chấm chấm đỏ đỏ này nè. Giống như là nó bị văng lên vậy. Cái dấu tay nhìn rất là đáng sợ luôn. Mình cũng không biết cái tiếng động vừa rồi là cái gì nữa. Hiện tại mình cũng đang rất là sợ. Trong phòng này làm gì có cái gì đó mà rơi xuống được. Khi mà bước ra thấy dấu tay này không là mình hết muốn đi tới những cái căn phòng tiếp theo rồi. Rất là đáng sợ luôn. Mình sẽ cố gắng giữ bình tĩnh để mà đi tiếp những cái căn phòng tiếp theo. Thì ở đây mình cũng thấy có một cái dấu tay nữa nè cả nhà. Bên kia có một cái, bên đây cũng có một cái nữa. Thì không biết là cái dấu tay này là không phải là dấu tay bằng máu, nhưng mà nó là
dính, người chắc là bị dính một cái gì đó rồi người ta để lên đó thì nên nó có in dấu lại. Ở đây mình thấy cũng có nữa nè, rất là kỳ lạ luôn. Thì cái lúc mà ban ngày mình đi vô đây thì không có thấy những cái chi tiết đó nha. Thì trong phòng này là cái căn phòng mà có những cái đồ chơi của trẻ em nè, rất là nhiều luôn. Thì những cái đồ chơi trẻ em này thì người ta không còn sử dụng nữa, người ta bỏ lại đây cả nhà. Mấy cái này thì nó cũng bị hư hết rồi. Thì mình thấy ở đây có một cái con gấu nè, đây có một cái con gấu Hello Kitty nè, nhà phía bên này cũng có nữa nè, phía này thì có một con gấu bông là con chó nè. Cái đồ chơi rất là nhiều luôn nhưng mà nó bị hư hết rồi, cho nên là khi mà người ta đi người ta không có mang theo. Thì nói chung thì những cái đồ đạc ở đây nó không có thay đổi gì nhiều hết. Bây giờ mình chỉ tim của mình giờ này đập rất là nhanh luôn, khi mà nghe được cái tiếng động vừa rồi mình cũng không biết là có tâm linh gì để mà mình dám chắc là căn phòng đó không có cái gì ở trên phía trên mà rớt xuống được. Tại sao lại có một cái tiếng động như là có ai đó chọi một cái vật gì đó. Căn phòng bên đây thì cũng bình thường, không có gì hết, không có thay đổi gì nhiều những cái cảnh vật. Thì có một cái đóng kiến nè. Nói chung thì không có gì thay đổi nhiều, nhưng mà chỉ có mình vừa mới nghe được cái tiếng gì nữa lạ ở phía ngoài đó nữa cả nhà ơi, phía ngoài ao nè. Ngoài đó thì có những cái tảng đá rất là đáng sợ luôn, mình nhìn ra thì như là có những cái mồ ngoài đó vậy đó, giống như là những cái bia, tấm bia của cái phần mộ vậy cả nhà. Mình vừa được nghe một cái tiếng động gì ở bên phía bên đó. Không lẽ nãy giờ mình đang chứng kiến những cái điều tâm linh xảy ra trong cái dãy phòng trọ này hay sao? Đây có cái tấm lịch màu đỏ nè, khi mà quay vô đây nhìn cũng rất là sợ luôn. Mình sẽ cố gắng giữ bình tĩnh để mà đi tiếp những cái căn phòng tiếp theo nha cả nhà. Cái căn phòng này thì cũng không có thay đổi nhiều nữa, đa số là những cái tấm la phong ở dưới chân mình. Thì phòng này có một cái toilet nè, mình sẽ đi vào cái toilet này để xem có cái gì ở bên trong hay không. Không có gì hết cả nhà. Cái chai nước hôm bữa mình vô đây thì cũng vẫn còn nguyên ở vị trí đó. Hôm bữa thì mình vô đây thì cái chai nước này nó ngã mình đỡ lên, bây giờ thì cũng vẫn còn nằm ở đây. Mình sẽ đi tiếp tục với cái căn phòng tiếp theo luôn. Nếu mà có một cái điều gì đó tâm linh chắc mình sẽ bỏ chạy thôi. Tại vì khi mà bước vào đây ban đêm mình có cảm giác rất là ớn lạnh luôn. Nói chung mà nổi hết da gà. Ở phía sau gáy là nó nổi da gà hết rồi. Cái giường nè, cái giường bên căn phòng này, đồ thì cũng còn nguyên chỗ cũ nữa. Mình sẽ tiến vào phía cái toilet này luôn.
để xem là cố gắng quay hết tất cả những cái phòng này để xem có cái điều gì tâm linh khác nữa xảy ra hay không. Thì nãy giờ những cái hiện tượng nãy giờ xảy ra chắc chắn là mình nghĩ là có thật rồi, chứ không phải là không có đâu. Đây cũng là căn phòng cuối cùng này cả nhà. Căn phòng này thì không có cái toilet, người ta đặt rồi, không có gì hết. Ngoài này thì là cái toilet. Ôi. Thì mình vừa mò nghe một cái tiếng động rất là lớn luôn cả nhà. Mình bỏ chạy ra tới ngoài đầu này luôn. Đây nè. Thì mình vừa đi tới cuối căn phòng thì mình nghe được một cái tiếng động nữa. Và mình bỏ chạy luôn. Không biết cả nhà có nghe tiếng động đó hay không nữa. Nhưng mà mình vừa nghe được cái tiếng động là mình bỏ chạy liền luôn. Ở trong cái căn phòng cuối cùng đó thì nó không có gì hết, nhưng mà tự nhiên có cái tiếng động ở căn phòng kế bên đó, cho nên mình bỏ chạy luôn một mạch ra ngoài này luôn. Đây nè, đây là căn phòng đầu tiên này cả nhà. Hiện giờ mình đang đứng ngoài này. Khi mà đi vô sâu vô đó thì mình gặp được hai cái điều tâm linh, là hai cái tiếng động và những cái dấu bàn tay rất là đáng sợ luôn. Mình không biết là mình có nên quay lại cái những cái dãy phòng đó hay không nữa. Thôi chắc mình không dám quay lại đâu cả nhà. Mình sẽ đi ra ngoài và kết thúc cái video tại đây luôn nha cả nhà. Mình không dám tiến về phía hướng căn những căn phòng đó nữa. Đúng là những có những cái điều tâm linh ở trong căn nhà này rồi. Thì mình đã ra được tới phía ngoài nha cả nhà. Ra được khỏi cái dãy phòng trọ đó rồi. Thì đúng là có những cái điều tâm linh rất là đáng sợ phía trong cái dãy phòng trọ đó. Thì nếu mà không biết cả nhà có nghe được những tiếng động và những cái chi tiết rất là lạ khi mình quay trở lại cái dãy phòng trọ này hay không. Mình cũng đang rất là mệt và rất là hồi hộp luôn. Lần đầu tiên mình đi khám phá ban đêm mà lại gặp những cái điều tâm linh như thế này. Cũng rất là sợ luôn. Khi mà nghe được cái tiếng động đầu tiên là mình đã muốn bỏ chạy rồi. Nhưng mà mình cố gắng giữ bình tĩnh để mà ở lại đó, để mà quay cho nó xong cái video để mà chia sẻ cho cả nhà xem. Thì nếu mà cả nhà xem video thấy hay, hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực để mà làm những cái video tiếp theo hay hơn nha cả nhà. Giờ chào tạm biệt cả nhà.